Đây, mùa tuyết rơi là anh ấy phải đi cào tuyết nè ông bà cô chú, mà vừa cào tuyết vừa nhảy nữa nè. Rơi lên. Cậu xã cho cái này tặng cho ông chủ nhà hàng nè ông bà cô chú. Đây. For you. Đẹp luôn. For me? Yes. Đây. Is you kidding? Đúng là ăn đá vào luôn anh bà cô chú ơi. À. Yeah, he loved that. You loved that? Yeah. 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 À bà. Cô chú. Mời ông bà cô chú. Ăn cơm. Ăn cơm. Giỏi quá. Đây là món thịt nhà Trân rất là yêu thích nè ông bà cô chú. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đó, nó đang cháy bốc khói luôn nè. Con cả nhà mẹ con ra chơi tuyết nè ông bà cô chú ơi. Tuyết rơi. Quay toàn cảnh cho ông bà cô chú xem nha. Wow, you like it, Lee Bama? Say yes, mom. Oh, nice one. Yeah. Ở xa xa có mấy bạn nhỏ đang đào cái hố kìa. Nice, hả con? Be careful nha. Wow. You like it? Nice. Lovely, lovely. Victor lần đầu tiên chơi tuyết nè ông bà cô chú ơi. Hôm nay tuyết lạnh quá trời luôn. Đứng lên con. Oh yes. Oh yes. Đi ngắm trên tuyết nè ông bà cô chú ơi. Oh yes. Go. Oh, you see that cool? Trắng xóa hết một nhà nè. Biết sao đi giỏi quá. Oh, biết sao con. Come here. Tuyết rơi cả nhà ơi. Đây là tuyết ở Mỹ đây, bang Washington. Oh. Nice one. Ôi ơi. Tuyết rơi, tuyết rơi là. Ăn đá bào. Ngâm 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 ngâm. Tuyệt vời mặt trời. Lạnh không? Leo đây đứng nè. Leo đây đứng con. Lạnh không đi con hả? Lạnh quá chừng luôn hả con? Lạnh không? Nói mẹ nghe coi. Ông bà cô chú nghe. Lạnh quá. It's real. Yes. Pop up. It's ice, con. Snow là ice đó. Let's get in. Eat some now. Now, here. Now. Get some ice and eat now. Taste it now. Taste it. How it tastes? Đúng là ăn đá vào luôn á, bà cô chú ơi. À. Ăn đá vào đi con. Nào. Các bạn nhỏ xa xa chơi tuyết nè ông bà cô chú. Một bầu trời. I'm full now ready, ma. You full ready? Ok, we go inside the house nha. Alright, we go. Cool rồi. Ok, good. Khi mà trời có tuyết á, mình mở cửa ra thì mình phải cào cái tuyết ra nè ông bà cô chú. Không là nó vô nhà bị lạnh á, bị ướt nhà nè. Gió quá chừng gió luôn. Quay đây toàn cảnh cho ông bà cô chú xem nè. Một màu trắng xóa. You see all of my. What? Đéo màu nữa mà chú ơi. Love you. Đá màu. Tuyết rơi dày đặc luôn. Wow. Nice one. Thức sẽ năm mới năm mẹ. Nhà nào còn thức mà cười cho chúng tôi. Good. Yeah. Oh yes, 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 yes. Đây, mùa tuyết rơi là anh ấy phải đi cào tuyết nè ông bà cô chú, mà vừa cào tuyết vừa nhảy nữa nè. Chịu nổi à? Đó, cào tuyết đó. Snowman nè. Yeah.
Oh yes. I am Jamaican in London. Tuyết rơi đã quá cả nhà ơi. Ông xã cho ông ra ăn cào tuyết. Chân ơi, chân rơi khuyên cho ông bà cô chú xem nè. Quá trời lạnh luôn. Tay là đá không. Tuyết rơi nhìn đẹp quá bà cô chú ơi. Đã nhưng mà lạnh lắm. Miệng nó cũng tê rồi nè. Chạy vô nhà thôi ông bà cô chú. Chúc ông bà cô chú một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Đây cho cái trời tuyết cho ông bà cô chú xem nha. Đây. Tuyết đây. Wow, gió nè ông bà cô chú. Gió mà chân để tuyết lên là bay luôn nè. Bay tuyết luôn. Lạnh quá. 1, 2, 3. Alo. Cho ông bà cô chú xem trước cửa nhà Trân mở ra nè. Tuyết nè. Giờ Trân đi ra Trân lấy thư á. Gió tuyết nè. Gió mà đẩy giống như là hả? Tét ở Phan Rang vậy đó cả nhà. Một màu trắng xóa luôn. Tại vì cái thùng thư nó nằm ở ngoài này nè. Để đi ra mình lấy thư. Đó. Rồi gió mình nó muốn đẩy Trân đi luôn. Lạnh lắm, lạnh quá bà cô chú ơi. À, gió nó thổi đi mà một khúc này nó không có tuyết nè, còn lại có tuyết nè. Tuyết ở Mỹ nè cả nhà, nhà Trân đậu xe trong nhà nên mà mình muốn đi ra ngoài là mình phải cào tuyết cho đủ cái con đường để cho mình đi xe chạy nè. Ông xã Trân mới cào xong, bây giờ ông hàng xóm kế bên ông cào bên nhà ông kìa. À, tuyết ở Mỹ đi di chuyển rất là cực khổ nha, đông đá luôn đó bà cô chú. Nhà người ta là trời tuyết ở nhà, còn nhà Trân ngược lại trời tuyết chẳng muốn ông xã Trân đi ra ngoài kiếm gì ăn để khỏi nấu ăn đó cả nhà. Để cho mình cảm giác cái đi trên cái đường tuyết nó như thế nào á. Nó trơn trơn hài đó bà cô chú. Yeah, nice one. Giống như là mình đi ở bên Việt Nam mà nhiều ổ gà đó bà cô chú. Đi mà nó cứ vòng vậy đó. Rất là cảm giác rất là đã ha. Còn cái ngôi nhà màu tím kìa. Màu trắng xóa luôn. Chỉ còn tí xíu một tiếng vô lên thôi. Wow, nice one đó đi. Cái này mà ông bà cô chú khi mà lái xe trên đường trơn trượt tuyết đó, đi phải cẩn thận á. Đi không cẩn thận là dễ bị tai nạn lắm luôn á. Driving on the ice in London, Washington. Pick up a skid, the computer is trying to correct it. Oh, ông nói khi mà ông đi chạy xe này nè ông bà cô chú. Bởi mà mình lái mà bị trơn trượt á thì cái đèn á nhấp nháy báo hiệu nè đó. Cái đèn màu cam kìa. Yeah. Sẽ kêu mình chạy cẩn thận lại. Wow, đã quá à. Giống như đi băng trượt tuyết ở ngoài. Mà ở ngoài lạnh quá chịu nổi. Nên ngồi trong xe cho ông xã cho ông trượt đó ông bà cô chú. Yeah. Đó, quay cho ông bà cô chú xem cảnh tuyết rơi ở Mỹ nha. Spot their own here. These people cannot drive in the snow. A lot of these people cannot drive in the snow. Ông xã đang nói là thấy xe đậu mà đông đá luôn á mà. Có nghĩa là rất là nhiều người ta không có đi xe, chạy xe khi mà mùa tuyết rơi ha. Cho hỏi tại sao vậy? Ông nói là họ có một số xe không có lái ở trên được cái đường trơn trượt xe tuyết đó cả nhà. Ice driving. Khó lái lắm chứ không phải dễ lái đâu. Tại vì cái xe của nhà Trân thì nó trang bị đầy đủ những cái loại đường để mà đi luôn. Nên chạy vô tư luôn, vi vu luôn. Quay cho cả nhà xem nè. Bên này khi mà tuyết rơi sẽ có một cái xe họ dẹp cái đường để cho xe mình chạy ha. Yeah, bà cô chú thấy không? Đó, xe đông đá luôn. Ủa, how about when they start to ride that day? Is it walking? Yes, well, some of them might not start. Oh, yes. Ông nói là một số xe họ muốn đi làm á. Họ muốn đi làm á là họ có một số xe không có nổ lên được đó ông bà cô chú. Nhìn cảnh tuyết rơi nè. Cả nhà coi trên nóc nhà kìa. Cả nhà coi kìa. Một cái cánh đồng trắng xóa luôn nè.
Wow, quá trời trắng xóa luôn. Rồi đợi tí xíu con à, tuyết trắng xóa phủ đầy luôn. Và trên con đường thì họ sẽ có những cái xe họ dọn tuyết cho mình để mình chạy xe đi ra ngoài đường, rất là vui luôn mà cô chú. Có những con đường đó họ dọn tuyết cho sạch sẽ cho mình đi, còn có những con đường họ không có dọn thôi, nên cũng rất là khó khi mà lái trên con đường tuyết để mà đi làm. Nếu như những người nào đi làm, con sẽ cho thêm kinh nghiệm lái trên xe rồi, xe đi trên tuyết rồi nên họ nhà Trân tới cái nhà hàng yêu thích của nhà Trân ăn rồi nè ông bà cô chú. Trân quay toàn cảnh cho ông bà cô chú coi cái cảnh trung tâm mua sắm nha. Tuyết không nè. Đây là cái nhà hàng cũng như nhà mình vào ăn nè ha. Nhà hàng yêu thích của nhà Trân. Ba cho con nè. Oh yes. Thank you. Why you guys? Good. Oh yeah. Rau xả cho có này tặng cho ông chủ nhà hàng nè ông bà cô chú. Đây. For you. Đẹp luôn. For me? Yes. Đây. Is it kidding? Yes. Brand spanking your go, English. Go this way, da xin nè. Yes, like that. I can't and on this day. Yeah. January. Yeah. And this day, January 19th, oh we God. Furnish Mr. Young yes. with a gift, yes. which I actually helped to build myself. Okay, brand spanking new engine, nhà hàng, nhà brand new hand, brand new engine. Này là oh cái đồng hồ, my God. Đồng hồ bằng gỗ rất là nặng luôn đó ông bà cô chú. Knock on wood. Chân đây là có cái hình nè. Knock on wood. You look at the animal nè. No, no, it's very okay, nice, I know. You know you what? See the, you see the animal here? The sign? Animal. Look at it. Yeah. Like a jaguar. Here, you see that? This one. Yeah, that's like a jaguar. Yes. Yeah. Okay. All right, give it to him. We okay. look. Yeah. We looking there before our clock. Yeah. For the world, my house. Yeah. This I is should. This masterpiece. Yes. Mr. Young. Yeah. No. What happened? Ông xã chẳng tặng cho ông á. The engine. Yeah. Yeah. He loved that. You loved that. Yeah. Thank you so much. You're welcome. We made a present too. Yes. Yes. Happy birthday. Yes, oh, yeah. Daddy, happy birthday to you. I'm pre-note to your birthday. Ông nói tặng quà sinh nhật trước cho ông chủ nhà hàng. My wife is end of this month. Yes. Me is next month. Yes. Is it same? Yeah. You're with Victor. Hey, Victor nè. And your wife is with Liabao. Ăn nè, không sao, ông chủ nhà hàng mang này ra cho ăn trước nè. Biết Lê Ba Ma ăn ngon con? Nè, biết chưa? Dạ ngon ha, giỏi quá. Ngon không biết chưa? Giỏi quá. Đây là nhà hàng mà nhà Trân rất là yêu thích nè bà cô chú. Để Trân sẽ quay toàn cảnh cho bà cô chú xem nha. Cửa bước vào. Bobby. Daddy buy the new clock for you. Yes. Và đây là thực đơn nè. Nhà mình thích ăn nhất là cái món bò này nè. The clock. 20 đô 95 xe. Look, the clock, mom. Rồi, mẹ nghe rồi. Chào mời cả nhà ăn trưa với nhà Trân nè. Đây là California sushi nè ông bà cô chú. Oh no. Oh no, sorry. What?
rất là ngon luôn, hấp dẫn luôn. Đi ba ma ngon fork, không con? Fork ha. Here, dao fork nè. Dao fork. Đúng rồi. Dao fork. Thịt bò này rất là ngon nè bà cô chú. Aha. Yes, sushi đó. Rồi con ăn đi. Victor ăn nè ông bà cô chú. Giỏi chưa? Giỏi quá. Victor chọn bà cô chú đi. Con ăn giống Hàn Quốc không bà cô chú? Ngon quá hả con? Ngon không? Em mời cả nhà ăn luôn nha. Ngon không Victor? Ngon quá. Sao vậy? Ăn sushi nha. Sushi nè cả nhà, mời cả nhà. Nhớ ba chân em nhớ. Ba chân em nhớ. Ngon tuyệt vời luôn. Thank you, Daddy. Yeah, this is spicy, yeah, Pao? Okay, it's too big. It's too big. Mm. Eat it. It's too big. Oh. Oh. Mm. Sushi ở trong các bơ. Yeah, mama. Okay. How did you cook it all over? I want to clean it up. Okay, okay, all right, daddy. Good. Oh, dairy. I'm sure. Okay, daddy. Ngon. Ngon không Lia mama? Ba gần hết rồi đó. Hả? Con cần ăn gì? Má mẹ nghe coi. Cần ăn gì? Ăn đây nhớ cho ăn cơm. Ăn cơm rồi. Victor nói ăn cơm đi. Trời ơi, Victor cũng ăn dữ dằn vậy đó hả? Victor cũng lấy cơm ăn nữa hả Victor? Của con cũng có cơm có thịt rồi nè. Yeah, copy đã đi kìa. Anh thấy ba anh làm á, anh làm y chang. Xong chưa? Ngon quá hả con? Very good. Thì bà mà ăn giỏi quá. Con thích ăn món này nhất nè cả nhà. Món này là California roll, rất là ngon luôn. Trong là có bơ nè, có tôm nè. Mời cả nhà nha. Trời tuyết rơi. Ăn cơm nóng, thịt nóng. Tuyệt vời luôn, ngon lắm không bà cô chú. Lê ba mà ăn đũa ơi, con gắp sao? Gắp sao lần đầu tiên con ăn đũa nè ông bà cô chú. Ê, mẹ chỉ cho. Nào con lấy cái này nè, nhìn cái tay mẹ nè, thấy chưa? Giờ con ăn đi. Con gắp thịt con ăn đi con. Gắp được không? Lát rồi lát. Rồi đúng rồi, là anh X ha, anh nói giống như là chữ X xì á bà cô chú. Gắp I được can't không? Reach it. You can't reach it. Anh nói anh gắp không được. Rồi giờ thôi con lấy cái muỗng cái nĩa con ăn đi. Không sẽ ăn nhưng mà tới tấp vậy ông cả. Xin chào bà cô chú đem xã rồi. Xin chào nè, Victor xin chào nè. Ông bà. À bà. Cô chú. Mời ông bà cô chú. Ăn cơm. Ăn cơm. Giỏi quá. Yến từ Mr. Young. Đây là món thịt nhà Trân rất là yêu thích nè ông bà cô chú. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Nó đang cháy bốc khói luôn nè. Cái dầu, cái hành tây này nó xèo xèo luôn nè ông bà cô chú. Cơm nè. Pizza place. Bò. Yes. Yes. Wow. Cả nhà xem tai nạn xe kìa. Tại vì trên đường trơn trượt đó mình rất là khó để lái xe khi mà đi ra ngoài trời tuyết không. Quá chừng tai nạn luôn. Cả nhà nhìn nè. Ôi trời ơi, xe là tự động chạy luôn, không phanh luôn. Và hở kẹt xe hàng giờ trên tuyết luôn. Quá trời luôn. Right? Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cả nhà nếu thích thì nhấn nút like, share, đăng ký kênh cho kênh nha. Tạm biệt cả nhà. Bye bye. Bye bye everyone. Bye bye. Bye bye. Okay, good. Good now.